Xin chào, xin chào. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Được Đẹp Vlog của mình. Làn da phụ nữ ở tuổi trung niên khoảng từ 40 tuổi đến 50 tuổi có sự thay đổi lớn so với trước đây. Hàng rào bảo vệ da suy yếu, lượng collagen sụt giảm, kết cấu da dần trở nên lỏng lẻo và khiến cho các tác nhân xấu từ môi trường bên ngoài dễ dàng tấn công và làm tổn thương da. Lúc này làn da bắt đầu lộ rõ những cái khuyết điểm, ví dụ như đồi mồi, sạm nám, tàn nhang, nếp nhăn, da chảy xệ. Ngoài ra, da dần dần trở nên khô hơn do sự thay đổi hormone ở trong cơ thể. Bên cạnh đó, ở độ tuổi này thì khả năng phục hồi tổn thương của da thường chậm hơn, tái tạo da chậm hơn, khả năng hấp thụ dưỡng chất cũng kém hơn nhiều so với lúc trẻ. Nếu khi còn trẻ da tái tạo từ 28 đến 30 ngày thì giai đoạn trung niên da sẽ mất khoảng 45 ngày. Chính vì vậy, làn da tuổi trung niên cần chăm sóc da cẩn thận hơn để chống lão hóa và trị nám ngay tại nhà. Vấn đề thứ nhất cần quan tâm khi chăm sóc da tuổi trung niên là làm sạch da. Dù ở giai đoạn nào thì việc làm sạch da cũng rất là quan trọng. Làm sạch da bao gồm các bước tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết toner. Giai đoạn trung niên thì hàng rào bảo vệ da kém, sự mất nước qua da nhanh. Do đó, các sản phẩm làm sạch da cần giữ nhẹ và dành riêng cho da nhạy cảm. Nếu không trang điểm thường xuyên thì dùng nước tẩy trang là ok rồi. Nước tẩy trang nên dịu nhẹ, không chứa cồn, không quá nhiều chất hoạt động ở trên bề mặt như là nước tẩy trang màu hồng của Bioderma, nước tẩy trang SVR dành cho da nhạy cảm. Nếu thường xuyên trang điểm thì chúng ta nên dùng các cái sản phẩm tẩy trang dạng dầu hoặc là dạng sáp. Lưu ý là khi sử dụng hai cái dạng tẩy trang dạng dầu hoặc dạng sáp thì chúng ta nên nhuộm hóa kỹ cho da. Về sữa rửa mặt, giai đoạn trung niên da có xu hướng khô hơn nên chọn sữa rửa mặt dành cho da khô nhạy cảm. Nên dùng các sản phẩm dạng sữa hoặc là dạng gel có độ pH thấp, ví dụ như là sữa rửa mặt SVR, sữa rửa mặt của Cetaphil. Về vấn đề tẩy tế bào chết thì đối với những làn da trung niên, tẩy tế bào chết là một vấn đề rất là nhạy cảm. Nếu không tẩy tế bào chết đúng cách thì làn da dễ bị tổn thương các lớp màng bảo vệ da, đặc biệt đối với phụ nữ tuổi trung niên thì cái lớp màng này nó rất là mỏng manh và rất là dễ bị hư tổn. Do đó chúng ta nên hạn chế dùng các cái sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý, thay vào đó chúng ta nên dùng tẩy tế bào chết hóa học dịu nhẹ như là PHA hoặc là EHA. EHA tăng khả năng dưỡng ẩm bằng cách là giúp tế bào hấp thu nước nhanh và hiệu quả. Vì vậy EHA sẽ là lựa chọn tối ưu đối với những làn da đang gặp phải vấn đề như là khô, là lão hóa. Và nồng độ EHA phù hợp nhất cho da là từ 5 đến 10%. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng EHA của Paula Joy. Nếu da khá nhạy cảm, dễ kích ứng thì chúng ta có thể sử dụng PHA. PHA sẽ dịu nhẹ hơn so với EHA. Các bạn có thể tham khảo PHA của Obagi. Về toner ở tuổi trung niên, chúng ta nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm toner không cồn để tránh làm khô da và tránh kích ứng cho da. Đồng thời, toner sẽ giúp làm cân bằng độ pH cho da, giúp da sạch sâu hơn, giúp da dễ dàng hấp thụ các bước dưỡng da tiếp theo. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng toner màu hồng của Lancôme hoặc là toner hoa cúc của nhà Kiehl's. Thứ hai là về vấn đề dưỡng ẩm, nên bôi kem dưỡng ẩm mỗi ngày vì khi già đi thì da của chúng ta trở nên khô hơn, các đường nhăn, các nếp nhăn sẽ xuất hiện dần dần và theo đó thì kem dưỡng ẩm sẽ giúp giữ nước cho da, mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn và chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm kem dưỡng ẩm có kết cấu dạng đặc hoặc là sử dụng dầu dưỡng da vì chúng sẽ giúp duy trì độ ẩm cho làn da được lâu hơn và các sản phẩm dạng dầu mà các bạn có thể tham khảo ví dụ như là BB của Obagi hoặc là kem dưỡng ẩm nâng cơ của VT. Thứ ba là vấn đề kem mắt ở tuổi trung niên, các nếp nhăn, bọng nhắt, quầng thâm sẽ xuất hiện rõ rệt. Nếu chúng ta không có phương pháp chăm sóc da đúng cách thì da mắt sẽ ngày càng xuống cấp nhanh hơn. Chúng ta nên lựa chọn kem mắt có thành phần cấp ẩm tốt cho da, đồng thời chứa thêm các cái chất chống oxy hóa bảo vệ và sửa chữa cấu trúc của da. Ví dụ như kem mắt của Estée Lauder hoặc là kem mắt của Olay thì da sẽ mềm hơn. Về vấn đề thứ tư đó chính là điều trị. Ở độ tuổi trung niên thì những nếp nhăn, nếp châm chin và thâm nám luôn là nỗi quan tâm hàng đầu và chúng ta nên kết hợp sử dụng retinol và vitamin C. Retinol sẽ giúp thúc đẩy sự sản sinh collagen dưới da, giữ cho da mặt căng bóng và trẻ trung. Retinol thì nên dùng với nồng độ là 1-2%. Đồng thời retinol thì có tác dụng làm đều sắc tố da, giảm sự bùng phát của melanin, giữ da trắng sáng hơn. Ví dụ retinol của Paula Joy hoặc là retinol của Murad. Vitamin C thì giúp chống lại các tác hại của gốc tự do, giúp làm giảm thiểu đốm nâu, giúp da trắng sáng hơn và chúng ta nên sử dụng vitamin C có nồng độ từ 10-15% và các bạn có thể tham khảo vitamin C của Bielan hoặc là vitamin C của nhà Paula Joy.
Thứ năm là vấn đề về kem chống nắng. Dù ở giai đoạn nào thì việc sử dụng kem chống nắng cũng rất quan trọng. Nếu dưỡng 7 7 49 bước nhưng không xức kem chống nắng thì xem như vừa vô ích vừa lãng phí và không mang lại hiệu quả. Chúng ta nên xức kem chống nắng mỗi ngày, dặm lại kem chống nắng ít nhất là một lần trong ngày và nên xức kem chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút. Ở giai đoạn trung niên thì nên lựa chọn kem chống nắng giàu chất dưỡng ẩm, dành hoặc là dành cho da khô nhạy cảm. Tuyệt đối không nên dùng kem chống nắng kèm dầu vào giai đoạn này, vì ở giai đoạn này thì da sẽ khô hơn, nếp nhăn sẽ xuất hiện nhiều hơn, và chúng ta nên lựa chọn kem chống nắng có thành phần dưỡng ẩm để hạn chế nếp nhăn, ngăn ngừa da chảy xệ, trị sạm nám ở trên da mặt. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng kem chống nắng của The Madam. Như vậy thì quy trình chăm sóc da tuổi trung niên như sau: vào ban ngày thì chúng ta sẽ làm sạch da, sử dụng serum vitamin C, sau đó chúng ta sẽ sử dụng kem dưỡng, dầu dưỡng đến kem mắt và sức kem chống nắng. Vào ban đêm chúng ta sẽ làm sạch da, sức kem mắt, sau đó chúng ta sẽ sức một lớp serum retinol lên toàn mặt và bao gồm cả ở cái phần mắt này của chúng ta. Ở cái phần mắt này thì chúng ta sẽ sức một lớp thật là mỏng. Sau đó chúng ta sẽ để cho da của chúng ta nghỉ ngơi khoảng 20 phút để cho serum retinol phát huy tác dụng ở trên da. Sau đó chúng ta sẽ sức một lớp kem dưỡng ẩm cho toàn mặt. Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn cách chăm sóc da tuổi trung niên, các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình, cũng như nhấn nút quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất từ Điệp Đẹp Vlog nhé. Một lần nữa cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Điệp Đẹp Vlog của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!